Hello buổi sáng mọi người, đây là video đầu tiên của H12. Và bây giờ thì My đang chuẩn bị đi mua một ít đồ để bỏ lên cây Noel, mấy cái quả châu rồi đèn này nọ. Nên là bây giờ My sẽ get ready và dẫn mọi người đi shopping cùng My hôm nay. Đầu tiên thì My sử dụng kem chống nắng. Đây mà hôm nay lấy cũng khá nhiều kem chống nắng để cho nó bảo vệ tốt hơn. Mình hiểu mọi người tại sao thích cái này. Giống như nó làm da bạn nó mịn hơn á. Không phải sợi mà nó có một cái lớp silicone đó. Wow, siêu mịn luôn. Cái này thì tí nữa khi mà apply foundation hay là concealer thì nó sẽ rất là đã. Wow. I like it. Một ăn tối BB cream. Này mình đang hay xài cái Last Skin của BBA chút thôi. Vì sáng mình mới chỉ bỏ vào những cái phần mà mình thấy là cần kê khuyết điểm. Bản mắt này mình thích là của BBA luôn. Đây là bản mắt Final Shadow Palette màu số 2 K-pop Star. Điều mới thích nhất là nó có nhiều mấy cái màu kim tuyến siêu xinh. Thôi có màu hồng nữa. Ngày hôm nay mình sẽ xài màu hồng là một bộ mắt. Sau màu mình sẽ đến màu nâu ở sát cái mí mắt nhé. Màu nâu vừa ở đây nè. Còn màu kim tuyến thì mình sẽ chơi vào cái corner. Bing bing. Tiếp theo đó mình sẽ lấy cái bảng coconut màu trắng để đánh làm mắt ở dưới này. Mình rất thích màu son hồng đất. Thì hôm nay mình sẽ có hai cây mà y hệt cái Dior. Cái này là dupe của Dior. Đây là, nói chung mình sẽ để lên cho mọi người tại vì tờ tiếng Hàn, nhưng mà cái này của Mimi Box. Màu này y hệt màu son Dior luôn. Thôi đây là makeup khi mà mình đi shopping. Mình đã đi mua Starbucks rồi và bây giờ mình sẽ ghé Fashion để đi mua đồ. Mình vừa về tới nhà và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là hồi nãy mình mua gì nha. Thật ra thì cái cây dù nó to nhưng mà mình muốn mua cho nó ít ít một chút. Xong rồi mình thích đèn nhiều á để cho cái cây nó sáng hơn. Nên là mình cũng mua một ít ornament thôi chứ mình không có mua quá nhiều. Và màu năm nay mình chọn là màu tím và màu trắng. Và mình sẽ cho mọi người xem là mình mua gì năm nay.
mua là mấy cái quả châu to, màu tím và màu trắng. Cái này thì được 12 quả và giá cũng rất ok. 12 quả mà có 225.000 thì tính ra cỡ 18-19.000 một cái. Mình thấy giá rất là tốt. Cái này mình mua ở trong siêu thị, nhập mình mua ở trong nhà sách Phương Nam. Còn cái này thì mình mua trong siêu thị Onchan. Cái này cái hộp nó xinh hơn và cái quả châu thì nó có chất lượng hơn một chút. Cái này thì là 219.000. Cây của mình thì tầm 21 nên là mình nghĩ hai cái này nó cũng sẽ hơi thiếu một chút, nhưng mà tại mình thích đèn nhiều nên là tí nữa mình đã đặt một cái đèn rồi, ở một hộp đèn rồi, và người ta đang giao qua nên là khi nào giao xong thì mình sẽ setup cho mọi người xem. Nên em mình thích tô màu nên là bình thường mình sẽ tô màu nghe nhạc. Và hôm nay menu sẽ có green tea latte và bánh, một chút croissant trứng muối. Ở bên này là có một bạn mèo rổ đồ, người ta chưa kịp cất, cái bà này bà nhảy vô rồi. Khi nào mới cất được đồ đây? Và đây là view. Bây giờ mình sẽ ngồi tô màu đây. Và nhìn môi mình hơi mất sức sống một chút nên mình sẽ đánh cái lip balm có màu này của Pep Balm của IM Mini Cosmetics. Moments later. Đã quay chưa con? Đây rồi. Ủa trời, sao lại thì cắt ra thôi. Hours later. Để kết thúc ngày hôm nay thì mình sẽ đắp mask và mình sẽ chiếu đèn. Xong sau đó mình sẽ đi ngủ. Ok, mọi người ngủ ngon. Bye bye. Bye bye.